trà sữa trên trang đường đi. Đây mọi người ơi, mọi người mại vô, mại vô bán kiện ngon nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là mình vừa đi học về, bay vô mình làm clip liền cho mấy bạn xem luôn. Mình còn mặc đồ trường trung học cơ sở Nguyễn Chỏi nè các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm là tiếp tục series về thức uống, đó chính là trà sữa, một cái món mà mình rất là yêu thích. Hàng ngày thì mình đến trường mình có thể uống trà sữa này, hồng trà này. Đây là cái món trà sữa nhà làm thì nó sẽ ngon hơn. Nguyên liệu các bạn dùng để cho ra một ly trà sữa siêu to khổng lồ thì chúng ta có một bịch trà đen số 9 hoa trân nha mọi người. Đây nó như thế này, nó màu xanh, nó rất là đẹp mắt luôn, và đúng cái trà này thì nó ngon được. Còn đây là trân châu gia huy nha các bạn. Gia huy chứ không phải là gia heo nha mọi người. Nhầm rồi mọi người ơi, gia uy nha mọi người, gia uy. Đây là bịch trân châu đã mua rồi nè. Tiếp đến là một cái hộp sữa đặc, và các bạn dùng khoảng 5 bịch sữa tươi Đà Lạt Milk này nha. Bởi vì mình không có sử dụng một bé, uống một bé thì nó sẽ gây khó tiêu cho những bạn mà đau bao tử á. Thì mình sẽ sử dụng cái sữa tươi này làm cho nó ngon, chất lượng hơn. Bởi vì nhà làm mà giờ mình sẽ đi luộc trân châu. Đập cái này mà đánh lộn mà đập trên đầu một cái là bể đầu nhập gì nha mấy bạn. Giờ mình sẽ đi luộc trân châu. Em biết mình đang bắt cái gì đâu. Đây là một cái nồi nước lạnh mình bắt lên. Sau đó mình bắt ga lên, mình để một hồi khoảng 15 phút, sau đó mình mới bỏ chân châu vô. Chân châu này có 3 cách nấu. Là nếu mà các bạn muốn ăn cỡ mini á thì thời gian nấu 10 phút, ủ 15 phút, nhỏ là mình ăn sẽ làm mình loại nhỏ nha, là 20 phút, nấu 20 phút, lớn 35 phút và ủ 45 phút thì mình sẽ ăn nhỏ nhỏ vừa vừa nó ngon. Mình luộc xong mình ngâm với đường cho nó thấm vô, nó ngon, nó ngọt luôn. Trời tối mới luôn. Xôi rồi mọi người ơi, giây phút mình chờ đã đến. Bây giờ mình sẽ bỏ nửa bịch vô. Bởi vì nhiều quá thì ăn không hết. Mọi người ơi, bây giờ mình đang bỏ chân châu rồi nè. Trời nó sôi sùng sục đó. Giờ mình sẽ bắt lên nấu như vậy cho nó sôi khoảng 20 phút. Sau đó mình ủ 25 phút là ok. Mình sẽ ra bắt xuống nấu trà sữa rồi uống thôi. Bây giờ thì các bạn cùng đi với mình đến bước ủ trà nha. Bây giờ mình sẽ cắt cái gói trà này ra và đổ vô cái xoong này. Đây mình dùng kéo để cắt. Mình sẽ đổ nước nóng vô. Sôi nha mọi người. Đầu như mùa trà rồi đó. Bây giờ mình đã đậy nắp xoong lên và ủ trà trong này trong vòng 10 phút nha. Bây giờ mình sẽ đổ trà ra và mình lọc qua cái rây luôn, qua cái xoong mới luôn. Đã lọc xong rồi, sau đó mình sẽ bỏ hết cái hũ sữa đặc này vô. Bỏ vô một chút muối cho trà sữa nó đậm nha. Sẽ bỏ hết 5 bịch sữa tươi vào đây. Mình sẽ bắt đầu bỏ đường vào, mình bỏ từ từ thôi nha. Bỏ lỗ tay là nó ngọt hết khỏi uống luôn. Sau đó mình sẽ quậy lên, quậy đều lên. Tiếp theo mình sẽ cho đá vào cho nó mau nguội và sau đó mình sẽ thưởng thức. Mình thèm quá đi mấy bạn ơi. Mà ít ít thôi nha, nếu nhiều quá thì nó sẽ bị lỏng. Rồi. Giờ mình sẽ múc chân châu để trên mặt. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thưởng thức, còn phần trà sữa còn lại thì mình sẽ mời mà người thân của mình và bạn bè và hàng xóm uống chung cho nó vui luôn, chia sẻ. Giờ mình sẽ bắt đầu uống nha. Cái chân chân nó vừa vừa mà nó không có bị dai, mà nó cũng không có bị bở ra, ngon. Còn cái phần trà sữa thì nó ngọt, nó béo bởi vì sữa tươi, rất là ngon luôn. Các bạn ơi, trà sữa nó rất là thơm mùi trà luôn. Bởi vì nhà nấu thì mình phải nấu đậm đà, mình uống nó mới thơm ngon được. Khi mà mình uống ở ngoài đường phố hay là trong cái quán nào thì mình không có thấy cái quán nào mà nó có cái mùi trà mà đậm đà như ở nhà mình nấu được. Bởi vì người ta nấu rất là nhiều luôn, người ta pha nước vô đó. Ngon lắm. Bữa nay mình uống trà thiệt đã luôn. Ngày nào cũng chuồng á. Mình mà thì mà mình mua liền nhưng mà không có được ngon như nhà mình nấu. Ngon quá ngon.
ở trên trường là mình mua là ly 12 nè, ly 15 nè, ly 18 nè. Nếu mà mình không có tiền thì mua ly 12 nó rất là ít chai sữa. Trời ơi, chai sữa mà làm gì tới một ly này nè mấy bạn. Được rất là ít chân trâu, mình ăn không có đã. Rồi mình thèm quá, mình mua ly 18 nè, mình uống không đã. Giờ hôm nay mình sẽ ăn và uống chân trâu, uống trà sữa cho nó thiệt đã luôn, xả láng luôn. Rồi ngày mai mình không mua nữa, mình ốm luôn. Bởi vì trà sữa ở nhà mình quá ngon đi. Chân trâu nó dai dai các bạn. Nhớ bỏ đường vô đây để mà nó thấm đường vô. Và cái khi mà luộc xong các bạn nhớ rửa nha, không bị rít. Mình không biết các bạn sao chứ mình uống trà sữa, mình rất là thích uống cái trà sữa truyền thống. Mình không có thích bỏ hương gì hết. Còn mà uống hồng trà thì mình thích cái hương phúc bùng tử. Còn trà sữa thì truyền thống thì nó sẽ ngon hơn. Mấy hương kia thì nó ngọt quá rồi, nó đắng quá, tùm lum hết, khó uống. Hôm nay mình xin trân trọng giới thiệu với các bạn một cách uống. Đó chính là khi mình uống mình kéo cái ống cao cao lên. Cái âm thanh nó như vậy, nhưng mà nó không bao giờ tiêu hao trà sữa. Mình uống lúc nào cũng vậy, mình kéo ống cao cao, mình hút một cái ít ít hơn, rồi mình uống hết trà sữa cái mình mang chân trâu. Chứ là tiết kiệm chân trâu, tiết kiệm trà sữa, là không có tốn tiền mua nhiều, mình vẫn được uống. Còn các bạn nào thích thì đổ nước vô thêm, rồi mình về nhà mình lấy đường lấy sữa bỏ vô, mình quậy lên chứ mình được uống nhiều thêm nữa. Quá ngon. Thì mình ăn chân trâu. Ngon quá các bạn ơi. Chân trâu rất là dai. Các bạn đừng có, nếu mà làm nhà làm thì các bạn đừng có bỏ bột béo. Uống nó sẽ gây khó tiêu. Mình uống trên trường, mình uống, mình ăn sáng nhưng mà mình uống, hoặc là mình, khi mà mình đi học buổi chiều mình ăn cơm, mình lên trường mình mua mình uống, mình thấy nó uống nhiều, mình uống lên 15 hoặc là lên 18 á, nó rất là khó tiêu luôn. Vô lớp mình cứ ngồi mình ở hơi, đầy bụng trướng hơi luôn. Nên mình không có thích trà sữa ngồi lén cho lắm, mình chỉ thích trà sữa ở nhà mình làm thôi. Ngon. Chứ chân trâu mình thích nó dai dai một chút, nhưng mà nó đừng có cứng quá, mà nó mềm quá, hơi dai dai thôi. Dạ luôn, ngay mỗi miệng nuốt. Mà nuốt vô cái đứng ngay đây chết luôn. Ngon quá. Bỏ rất nhiều chân trâu luôn. Mình ăn quá nhiều chân trâu. Dù mình thèm quá mà mấy bạn, mình đi học buổi sáng luôn. Ăn sáng là 10.000 hết tiền. Cứ khi mình ăn 15.000 hết tiền rồi, đâu có được mua trà sữa uống đâu, đem thêm nước ở nhà uống. Nên là mình thèm, rất là thèm chân trâu trà sữa luôn. Nhưng mà bây giờ mình mới được uống là mình quá thì mình sẽ uống hết luôn. Mà tối nay mình bỏ cơm, không ăn cơm luôn, no quá. Trâu luôn rất là ngon, đặc nó tạo được cái cảm giác ngon. Trời ơi, các bạn nhìn mà ăn các bạn chảy nước miếng luôn. Được rồi.
nó bị mềm quá, cái chân trâu mềm mà mình nhai thôi cứ mềm thì nó bé bá lên người cháu mình ăn rất là ốm, còn cái chân trâu này mình nhai nó vừa ra luôn, mình cắn một cái thì nó ra nó ngon, còn các bạn mình nấu chân trâu nó mềm mà nó bé bá rồi trời ơi, ăn luôn nó dở liền, nên là rất là kinh nghiệm. Nó bự, nó siêu to khổng lồ mà nó không ngon, mà ăn vừa vừa đúng không? Ngon. Hot thiệt. Em thấy sao? Mình uống mà từ đá mà nó ở trên này mà nó tan hết xuống như này, quá ngon. Mình ăn không còn chiên chân trâu, mình không bỏ luôn. Chân trâu này mình nghĩ là mình, nếu mình bỏ ở đây mình phải mấy chục viên chân trâu trong này, mình ăn hết rồi, bình thường mình ăn được cỡ chừng hai mấy hồ là hết cỡ. Mình ước lượng á, những cái cô bán hàng bỏ rất là ít luôn, còn mình phải mua nhiều thiệt nhiều mình ăn đó. Mình để dành một bữa 10.000, hai bữa là được 10.000, rồi cái hai bữa 10.000 gồm lại mua một ly 20 thì mất chưa bằng ly này luôn, chỉ được một nửa thôi, các bạn thấy rất là mắc luôn. Nhưng mà người ta bán không có ngon mà ở nhà, nên là các bạn hãy ở nhà nấu mình uống thì chất lượng hơn, mà nó không có bị hại cho sức khỏe nữa. Là mình khuyên các bạn mua đồ về nấu ở nhà uống là tốt nhất. Mình lo quá, chắc tới là mình thiệt mình không ăn cơm, ngày mai là mình không ăn cơm. Cái trà sữa này nó nuôi trong bụng mình là nó nổ ra, cái chân trâu này nó nổ ghê lắm. Nên là bây giờ clip của mình là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thích hãy để lại like, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và bây giờ hẹn gặp lại các bạn vào clip sau, bye bye.